Cái này là cái gì? Cái đó là trang điểm móng tay. Bộ sơ móng tay hay sao? Cái gì? Có vậy thì. Cái gì? Không biết, mẹ không biết đâu. Đồng hồ. À, đồng hồ. Ủa đâu rồi? Đồng hồ để đây đi. Em bé nè mọi. Em bé nhỏ xíu hả? Em bé này đẹp không? Này con cô dâu đi dạ hội chứ. Em bé gì? Búp bê. Này gì mũi này bỏ gì mũi cái này ba đồ mũ thằng chơi cái gì trời ơi cái này là bác sĩ ha bộ bác sĩ khám bệnh bịt bịt đó nó đâu có sáng đèn đâu dạ còn có cái này nữa mẹ ừ đi qua đây banh nè cái đó gì mũi đồ chơi xúc cát ổ gôn chơi gôn này chơi đánh gôn này câu cá đó con cái bộ bàn ghế lắm baby bộ bàn ghế em bữa đó con bỏ con cái này là cái gì cái này là bông bóng xà phòng bông bóng xà phòng có hình tên lửa luôn à hình tên lửa hả bộ nấu ăn cho lấy cá coi đó là cái gì bông cái gì bông hoa làm cái hình bông hoa á con xếp hình mà bông hoa mua cái này rồi ghép hình mà kiểu hình bông hoa đi da ồ da đi thôi bằng pizza nữa mỗi có bàn bình pizza nữa nè đâu đi nè mùi mới thấy cái xe gì nhỏ xíu mùi nè đây xe máy xe máy sốt của hơi xe máy sốt tí ha ơi à. Ở trong là củ quả hả ừ đúng rồi ô linh con gì vậy con chuột túi à con chuột túi nó có cái túi nó chứa con ở trong đây hả hay quá ha chuột túi mẹ chuột túi con wow lấy ra được luôn ừ gắn lại đi để nó mất con nó khóc á biết không dạ rồi đi con wow. Xong chưa mọi review xong chưa con gì vậy mẹ cũng không biết con gì giống cây gậy quá ha không con thấy cái gì con cuốn ở trong đây á vậy hả đâu ừ không biết con thử đi mẹ không biết nữa là gì á không biết cái gậy á ừ ai da cái tôi đâu này là đồ bác sĩ cái gì bác sĩ không à đừng có lật ra nữa bác sĩ lại nữa hả ừ đây tiếp cái đó tô màu ngày xưa con kể đi ngày xưa có một bạn vệt rồi sao nữa bạn ấy làm sao trên bờ mà chủ nhiên gặp một bạn hai cẩu đi lạc hai cẩu đi lạc rồi bạn hai cẩu đang khóc nè à, nhờ giúp đỡ rồi tiếp theo là bạn ấy đã giúp đỡ bạn à bằng run chứ không phải bằng hai cẩu đâu bằng run đất rồi bột ba bằng run dạy để vẽ một bức tranh cho đẹp à rồi sao nữa bạn ấy cột ba bạn run lại để vẽ một bức tranh lên đây thật là đẹp rồi tiếp theo yeah. Bạn ấy định ăn thịt bạn run phải không ấy thả bạn run ra rồi thả bạn run ra rồi sao nữa vỗ phòng và chát cắn đóng à
rủ bạn vịt khác đến trong. Dạ, bạn ấy. Bạn ấy hái hoa và bắt bướm. Bắt bướm. Không hái hoa và bắt bướm. Rồi gì nữa? Rồi bạn ấy nè. Bạn ấy đem những chú giun này đi đâu đây? Bắt chàng kìa. À, đi câu cá. Bạn ấy xách, bạn ấy lấy giun, bạn ấy đi câu cá. Rồi. Bạn sâu, con sâu, con sâu ở trên cây táo. Ở trên cây táo. Rồi cái bạn vừa trứng ngay đó. Rồi bạn dịch xuống ghe. Rồi bạn dịch xuống thuyền rồi bơi dạo đi. Bơi lại đi. Giờ rồi bạn ấy đi tắm biển. Đi tắm biển rồi sao nữa? Bạn ấy chơi tàu lượn. Bạn ấy chơi tàu lượn. Rồi bạn ấy. Và bạn ấy chơi kéo vịt. À, chơi xe kéo vịt ha. Đi. Gia đình vịt đi. Để ai nhìn bức tranh này nè. Đúng rồi, vậy là hết rồi. Câu chuyện của bạn vịt. Mồi đến của bạn vịt đến đây là hết rồi. Bây giờ tới câu chuyện khác. Câu chuyện gì nữa? Câu chuyện chú bộ đội. Câu chuyện bố bộ đội. Chúng cháu yêu chú lắm. Chúng cháu yêu chú lắm. Chú canh giữ cho bầu trời nè. Chú canh giữ cho bầu trời. Súng vác trên vai. Súng vác trên vai. Chú canh giữ cho bầu trời. Ngọn hải đăng. Cầu hải đăng. Chú giữ cho cầu hải đăng. Ê, cái này cho lớp 1 hay lớp lá? Đâu? À, tập tô này hả? Lớp này lớp 1 rồi. Này chắc lớp 1 rồi ha, để lại con. Dạ, còn lớp này. Ủa cái này là có chuyện mà. À này chuyện. À mua cái này về nghe cởi ơi mày cởi á. Mọi đọc được không? Ngày xưa ngày xưa. Ngày sao nữa? Mẹ ơi mua cái này về vậy. Rồi mẹ cởi cho con ngủ. Vậy á hả? Có một câu chuyện rồi kể hoài ha ha. Rồi đi. Rồi, không biết nữa, đi xuống dưới kia kiếm cậu ba đi đi. Kìa cậu ba sau lưng con kìa. Cậu ba mỗi nó muốn đi kể câu chuyện đó, mỗi mua cuốn sách kể chuyện. Ba mua áo nè, thấy không? Ba mua áo hả? Mua áo vừa để em vừa vậy. Mua lá trên hai mảo nữa cậu ba. Kiếm trên hai mảo dài cao lá. Áo hả? Cậu ba này. Cậu ba này. Ừ, không áo lá kìa, áo sắc mắt á. Trời ơi, mua luôn cái mắt hả? Ừ. Thôi đi. Cậu ba. Mỗi rồi lại mỗi lựa đồ, mỗi đi mỗi. Thế kìa, cậu ba mua luôn cái mắt nữa. Ừ, thôi ta gỡ ra chứ ở rồi mua luôn. Mỗi xuống mỗi lựa đồ không. Mỗi đi. Đầm này dễ thương nè mồi. Mà sao nó nhỏ xíu. Cái này đẹp nè. Cái đẹp dễ thương mà có chút xíu. Nhỏ xíu. Cái này nữa nè. Trời ơi bự dữ vậy. Cái này là quá bự. Quá bự so với mồi. Dài tới gót chân luôn. Quá bự con ơi quá bự. Nhìn con đo. Dài quá trời dài luôn. Đi cất lên đi, đeo lên đi. Được á. Cái nào vừa với mình kìa. Dướng tóc rồi. Cái nào vừa không mới lấy chứ. Cái này bự quá trời quá đất. Cái này vừa nè. Cái đó nhỏ quá, cái này bự quá, cái này nhỏ xíu. Đây nè, mình thấy cái này đẹp nè. Mỗi cái vàng nè, cái vàng hoặc cái đỏ nè. Cái này được nè. Cái đó được đó hả? Dạ. Cậu ba đâu rồi, cậu ba ơi. Cậu ba đâu mất tiêu rồi. Cậu ba đâu rồi? Cậu ba đâu rồi?
Bồi đâu rồi? Sao lưng con á? Sao? Sao lưng con á? Đây mình treo lên cho. Sao lưng con rồi à?